yêu một người tới mức nào thường phải đợi đến lúc chia tay thì mới rõ được. Điều đáng tiếc lớn nhất trên thế gian là chúng ta có thể bắt đầu một cách tốt đẹp nhưng lại không thể chia tay một cách êm đềm. Đoạn giữa thanh xuân thường rất buồn và trưởng thành giống như một lời chia tay vậy, bằng cách này hay cách khác nhưng đều có cùng một kết cục. Ngày vẫn thế trôi qua, một mình lặng lẽ cô đơn, và trong tâm trí anh bóng dáng em ngọt ngào. Mùa vẫn cứ trôi đi.